Rồi, tiếp tục bữa nay mình sẽ Cambridge English IELTS 11 Test to Reading Passage 1 Dredging the Mary Row, nâng cái con tàu Mary Row. How a 16th century warship would recover from the seabed? Bằng cách nào mà một cái con tàu chiến ở thế kỷ thứ 16 thì được tìm thấy ở dưới đáy biển? Do đây là đoạn 1 thì nó sẽ là câu 1 cho đến câu 13. Đầu tiên thì các bạn sẽ làm gì? Đọc qua các câu hỏi trước ha. Rồi, ở đây mình có câu 1 đến câu 4 là true for not given. Nhớ ha, dạng thông tin, dạng câu hỏi mà true for not given thì thông tin nó sẽ xuất hiện theo thứ tự. Rồi từ câu số 5 đến câu số 8, ở đây người ta hỏi là cái mình sẽ kết nối cái năm ở phía dưới này nè, danh sách có cái ngày tháng năm ở dưới ha, với cái sự kiện ở bên trên. Tức là look at the following sentence, question 5 to ask and list of dates below. Match each statement with the correct date. Đây là một cái dạng matching feature. Có khi nó là danh sách của các cái nhà khoa học, có khi là danh sách của một cái tên người, thì ở đây nó có danh sách của năm. Và ở bên trên này nó có bốn cái sự kiện. Thì tí xíu khi mà bạn đọc trong bài, bạn thấy mỗi một lần có một cái mốc năm á, cái năm thì mình sẽ ngừng lại, mình xem sự kiện gì xảy ra, quay trở lại đối chiếu với bốn cái ý ở này xem nó có trùng với ý nào không thì mình sẽ trả lời ha. Rồi tiếp tục từ câu 9 cho đến câu 13 nó sẽ liên quan đến cái diagram ở đây. Tức là mình sẽ điền vào cái lưu đồ ở bên dưới này. Trong cái quá trình mà mình đọc ha, mình sẽ thấy cái thông tin nó liên quan đến cái quá trình mà raising the hull of Mary Row Stage 1 2, tức là nâng cái thân của con tàu Mary Row giai đoạn 1 và 2 lên. Thì những cái khoảng trống cái này mình đọc ở trong bài và mình điền vào ha các bạn. Ở dưới đây mình có hai cái sơ đồ, hai cái lưu đồ. Rồi ok, mình qua mình đọc đoạn 1 ha, mình trả lời thôi. On 19 July 1545, English and French fleets were engaged in the sea battle off the coast of southern England in the area of what they call the Solent between Portsmouth and the Isle of Wight. Among the English vessels was a warship by the name of Mary Rose. Built in Portsmouth some 35 years earlier, she had had a long and successful fighting career and were a favorite of King Henry VIII. Accounts of what happened to the ship vary. While witnesses agree that she was not hit by the French, some maintain that she was outdated, overladen, and sailing too low in the water. Others that she was mishandled by undisciplined crew. What is undisputed, however, is that the Mary Row sank into the Solent that day, taking at least 500 men with her. After the battle, attempts were made to recover the ship, but these failed. Rồi mình dịch ha, vào ngày 19 tháng 7 năm 1545, đội tàu của Anh và Pháp thì gặp nhau trong một trận thủy chiến ở ngoài bờ biển của miền Nam nước Anh, ở trong một cái vùng nước được gọi là Solent, giữa Portsmouth và đảo nhỏ Wight. Trong số những con tàu chiến của Anh thì có một cái con tàu chiến được gọi là Mary Rose, được xây dựng ở Portsmouth trước đó 35 năm. Mary Rose thì có một cái sự nghiệp chiến đấu thành công rực rỡ và kéo dài, và là con tàu yêu thích nhất, con tàu yêu thích ha, của vua Henry đệ bát, tức là Henry đệ thứ 8. Những cái lời kể thì cho thấy những cái gì mà xảy ra đối với con tàu thì nó rất là khác nhau, trong khi một số nhân chứng thì đồng ý rằng con tàu thì nó không bị đụng bởi cái tàu Pháp, thì một vài người vẫn cho rằng con tàu này nó bị lỗi thời, chở quá tải và đi vào vùng nước sâu. Một số khác thì cho rằng con tàu này nó bị điều hành kém bởi một cái đội mà thủy thủ đoàn vô kỷ luật. Cái mà không có gây tranh cãi, disputed là gây tranh cãi, undisputed là cái duy nhất mà không gây tranh cãi ha. Tuy nhiên cái mà không gây tranh cãi là cái con tàu Mary Rose đã bị chìm ở trong cái biển Solent ngày đó thì đã mang theo ít nhất là 500 người với con tàu. Sau cái trận chiến thì nhiều cái nỗ lực đã được lập để nhằm trục vớt con tàu ha, khôi phục, nhưng mà đều thất bại. Như vậy đoạn này sẽ giúp mình trả lời được câu số 1 và số 2 ha các bạn. Câu số 1 người ta nói là there are some doubt about what caused the Mary Row to sink. Có một vài cái sự nghi ngờ về cái mà đã gây ra cái cho cái con tàu Mary Row bị chìm. Thì tới ngày hôm nay nhiều người
cái lời kể nè, thì cái gì mà đã xảy ra đối với con tàu thì nhiều thay đổi. Nhiều người thì cho rằng bị tàu Pháp bắn, nhiều người thì cho rằng chở quá tải đi vào nước sâu, nhiều người thì nói là thủy thủ đoàn điều hành kém. Như vậy vẫn còn rất là nhiều cái sự nghi ngờ, không có ai kết luận được hết. Cho nên câu số 1 này của mình sẽ là true ha các bạn. Rồi đồng thời câu số 2 ta nói the Mary Rose were the only ship to sink in the battle of 19 July 1545. Tức là cái con tàu Mary Rose là cái con tàu duy nhất bị chìm ở trong cái trận đánh vào ngày 19 tháng 7 năm 1545. Thì thông tin này của mình nó không có nói. Mình chỉ có biết được cái thông tin là thứ nhất về ngày tháng năm là ngay đầu dòng. Mình có một cái thông tin là vào cái ngày này, tháng này, năm này thì có trận chiến xảy ra. Thứ hai là Mary Rose này là một trong những cái con tàu chiến của Anh ha. Chứ còn bao nhiêu con tàu bị chìm hay là Mary Rose là cái con tàu duy nhất bị chìm thì mình không biết. Như vậy câu số 2 này mình đánh vô là not given ha. Ok, mình qua đoạn 2 ha. The Mary Rose came to rest on the seabed, lying on her starboard right side at an angle of approximately 60 degrees. The hull, the body of the ship, acted as the track for the sand and mud carried by solar currents. As a result, the starboard side filled rapidly, leaving the exposed port left side to be eroded by marine organism and mechanical degradation because of the way the ship sank. Nearly all of the starboard have survived intact. During the 17th and 18th century, the entire site became covered with a layer of argillary clay, which minimized further erosion. Rồi ok, mình dịch cái đoạn 2 này ha. Con tàu Mary Rose nằm yên nghỉ dưới lòng biển, nằm nghiêng bên mạn phải một góc khoảng 60 độ. Thân tàu thì nó đóng vai trò như là một cái bẫy để bẫy cát và bùn, được mang đến bởi dòng hải lưu của Solon. Và kết quả là cái mạn bên phải thì nó sẽ được lấp đầy một cách nhanh chóng, và cái mạn trái thì nó bị phơi bày ha, và nó bị xói mòn bởi những cái sinh vật biển cũng như là sự hao mòn về mặt cơ học. Bởi vì cái cách mà cái con tàu nó bị chìm, cho nên gần như tất cả những cái mạn bên phải thì còn nguyên vẹn. Trong suốt thế kỷ thứ 17 và thế kỷ thứ 18 thì toàn bộ cái địa điểm này được hoặc là trở thành bao phủ bởi một cái lớp đất màu xám cứng và dày, mà nó đóng vai trò là làm giảm thiểu cái sự xói mòn. Ok, cái đoạn này nó sẽ giúp mình trả lời được câu số 3 ha. Bên câu số 3 ta nói là most of one side of Mary Rose lay undamaged under the sea. Ok, tức là phần lớn hoặc là hầu hết một cái cạnh của Mary Rose thì nó nằm lay undamaged là nó nguyên vẹn ha, không có bị phá hủy ở dưới biển. Lay undamaged thì bên đây của mình bằng survive intact. Ok, người ta nói là nearly all of the starboard half survived intact. Tức là cái mạn bên phải nó bị, do nó bị chìm ở dưới nước, vùi lấp bởi bùn và cát, rồi sau đó lại tiếp tục phủ bởi một cái lớp đất nè, màu xám, cứng. Như vậy thì nó giữ nguyên được cho cái mạn bên phải của con tàu gần như là nguyên vẹn. Như vậy câu số 3 của mình sẽ trả lời nó là true ha các bạn. Rồi ok, mình qua tiếp đoạn tiếp theo. Then on 16 June 1836, some fishermen in the Solon found that their equipment were caught on an underwater obstruction, which turned out to be the Mary Rose. Và rồi, vào ngày 16 tháng 6 năm 1836, một vài cái ngư dân ở tại Solon thì thấy rằng cái thiết bị của họ bị vướng vào trong một cái vật cản ở dưới nước, mà which thế cho cái obstruction này ha, mà underwater obstruction turn out to be, quá ra là Mary Rose. Như vậy bên câu số 8 người ta hỏi là the site of Mary Rose were found by chance vào năm mấy, thì mình sẽ có câu trả lời mình là câu A ha, năm 1836, được ai phát hiện bởi những cái người ngư dân, họ đi làm rồi xong cái họ mới bị vướng mấy cái thiết bị câu cá câu lưới ở dưới đó, thì mới quá ra nó là Mary Rose. Vậy ta hỏi cái địa điểm của mình phát hiện năm nào thì mình là 16 tháng 6 năm 1836. Ok, đối chiếu qua bên kia, mình đừng ghi năm ha các bạn, mình làm theo hướng dẫn là ghi ABC gì đó. Ok, thì ngay chỗ này nó là A ha. Rồi tiếp tục.
Diver John Dean happened to be exploring another sunken ship nearby, and the fishermen approached him, asking him to free their gear. Dean dived down and found the equipment caught on a timber, protruding slightly from the seabed. Exploring further, he uncovered several other timber and a bronze gun. Dean continued diving on the site intermittently until 1840, recovering several more guns, two bow, various timber, part of a bomb, and various other small finds. Một cái thợ lặn tên là John Dean tình cờ cũng khám phá một cái con tàu chìm ở gần đó, và các cái người mà ngư dân đã tiếp cận ông ấy và nhờ ông ấy giải phóng cái thiết bị của họ. Dean đã lặn xuống và tìm thấy cái thiết bị vướng vào trong một cái thanh gỗ mà nhô ra từ cái lòng biển. Khám phá thêm thì anh ấy phát hiện ra rất là nhiều những cái mảnh gỗ khác cùng với một khẩu súng bằng đồng. Dean tiếp tục lặn ở trên cái địa điểm này nhưng mà không liên tục, cho đến năm 1840 khám phá ra nhiều súng hơn nữa, hai cái cung và nhiều cái mảnh gỗ, một phần của cái máy bơm và rất là nhiều những cái thứ mà nhỏ khác. Như vậy cái khúc này nó sẽ giúp mình trả lời cho câu số 6 ha các bạn. Bên câu số 6 người ta nói là One Person Exploration of the Mary Rose Side Store, tức là một cái khám phá của cá nhân của một cái người ha về Mary Rose Side, tức là cái địa điểm mà của Mary Rose, thì nó ngừng lại vào năm nào. Thì mình đọc ngay cái chỗ mà anh ấy lặn liên tục cho đến năm 1840 thì anh ngừng lại. Thì như ngay chỗ này nó trả lời mình cho câu số 6 ha. Câu số 6 mình sẽ điền vô là B1840, là cá nhân ở đây chính là John Dean gì đó. Ok, rồi anh lặn tới năm 1840 thì anh không lặn nữa. Rồi mình qua đoạn tiếp ha. Mary Rose then faded into obscurity for another 100 years, but in 1965, military historian and amateur diver Alexander Mackie, in conjunction with the British Sub Aqua Club, initiated a project called Solan Ship. While on paper, this was a plan to examine a number of known wreckage in the Solan that McCain truly hoped forward to find the Mary Rose. Như vậy tới đây mình đủ để trả lời câu số 5 ha. Mary Rose thì và rồi đã bị chìm vào quên lãng trong hàng trăm năm, nhưng mà vào năm 1965 thì một cái nhà sử học quân sự và đồng thời là một thợ lặn không có chuyên là Alexander Mackie cùng hợp tác với lại câu lạc bộ hải dương của Anh, Sub Aqua là hải dương học ha, và khởi động một cái dự án có tên gọi là Solan Ship, những con tàu ở Solan. Trong khi trên giấy tờ thì nó là một cái kế hoạch để xem xét số lượng những cái con tàu mà cái xác tàu mà được biết đến ở vùng biển Solan. Nhưng mà cái mà ông Mackie này thật sự hy vọng là có thể tìm thấy được Mary Rose. Như vậy ngay khúc này nó sẽ trả lời được cho mình câu số 5 bên đây. Search for Mary Rose were launched, tức là cái cuộc mà nghiên cứu tìm kiếm Mary Rose thì được bắt đầu vào năm nào. Thì mình vừa mới đọc nó là năm 1965 ha. Thì ông McCain ông mới khởi động lại cái dự án tìm kiếm những cái xác tàu chìm ở cái vùng biển Solan. Nhưng mà thực chất thì ông thừa biết được là ông với cái hy vọng là ông sẽ tìm thấy cái con tàu Mary Rose của mình ở ngay chỗ này. Ok, rồi vậy ngay chỗ này mình đánh vô là câu số 5 ha. Rồi mình dịch tiếp một cái khúc dưới đây. Ordinary search techniques proved unsatisfactory, so Mackie entered into collaboration with Hadro E. Eggington, professor of electrical engineering at Massachusetts Institute of Technology. In 1967, Eggington's side scan sonar system revealed a large, unusually shaped object with Mackie believed were the Mary Rose. Những cái kỹ thuật mà tìm kiếm bình thường thì cho thấy không hiệu quả. Vì vậy Mackie đã hợp tác với lại cái ông mà Harold Eggington, giáo sư của về kỹ thuật điện tại Viện Công nghiệp Massachusetts, và vào năm 1967 thì bằng cái hệ thống mà Ken sonar cạnh thì đã cho thấy một cái vật thể mà có hình dạng bất thường và rất là lớn. Cái mà Mackie tin rằng nó chính là Mary Rose ha. Rồi ok, mình qua đoạn tiếp theo ha. Further excavation reveals three pieces of timber and an iron gun. But the climax of the operation came when on the 5th May
1971, part of the SHIFT framework uncovered, McCain and his team now knew for certain that they had found the wreck, but were as yet unaware that it also housed a treasure trove of beautifully preserved artifacts. Những cái cuộc khai quật tiếp theo thì cho thấy những cái mảnh gỗ lạc và những cái khẩu súng bằng sắt. Nhưng mà đỉnh điểm của cái hoạt động này đến khi vào ngày 5 tháng 5 năm 1971 thì một phần của khung con tàu được khám phá và McCain và đội của máy biết chắc rằng họ đã tìm thấy xác con tàu. Nhưng mà lại tuy nhiên thì họ không có nhận ra rằng nó đồng thời cũng là một cái kho chứa, một cái kho báu của những cái đồ tạo tác mà được bảo quản một cách tuyệt đẹp. Vậy ngay cái khúc này nó sẽ trả lời cho mình câu số 4 ha. Ngay câu số 4 ta nói là Alexander McKee knew that the wrecks would contain many valuable historical objects. Tức là ông Alexander McKee này, ông biết chắc rằng cái xác tàu thì có thể sẽ chứa nhiều cái đồ vật mà mang tính lịch sử có giá trị. Trong khi đó thì ông biết chắc được nó là xác con tàu thôi, chứ còn ông không có biết ngay chỗ chết này là tuy nhiên nè các bạn, ông không có biết được là nó lại chứa, không có nhận ra nó là một cái kho báu ha, chứa mấy cái đồ mà tạo tác được bảo quản một cách tuyệt đẹp. Rồi, ok, vậy ngay chỗ này mình đánh vô là câu số 4 ha. Interest in the project grew, and in 1979, the Mary Trust were formed with Brinchard as its president and Dr. Margaret Rue is archaeological director. The decision whether or not to service the wreck were not an easy one, although an excavation in 1978 had shown that it might be possible to raise the hull. While the origin's aim were to raise the hull, if at all feasible, the operation were not given the go-ahead until January 1982, when all the necessary information were available. Cái sự quan tâm đối với dự án ngày càng tăng và cho đến năm 1979, cái quỹ mà Mary Rose đã được thành lập với lại Thái tử Jack là chủ tịch và tiến sĩ Margaret Drew là giám đốc khảo cổ học của nó. Cái quyết định rằng liệu có giải cứu cái thân tàu hay không thì là một điều không có dễ dàng. Mặc dù các cái cuộc khai quật vào năm 1978 thì cho thấy rằng có thể có khả năng để nâng cái thân tàu lên, trong khi cái mục đích ban đầu là để nâng cái thân tàu nếu mà toàn bộ nó đều có khả thi, thì cái hoạt động này were not given go ahead là không có được chấp thuận mãi cho đến tháng Giêng năm 1982, khi mà tất cả những cái thông tin cần thiết thì đã có sẵn. Như vậy bên cái câu số 7 này nè các bạn, người ta hỏi là it was agreed that the hull of Mary Rose should be raised. Tức là người ta đồng thuận rằng cái thân của tàu Mary Rose thì nên được nâng lên. Cái thời điểm đồng thuận đó là vào năm 1982 ha, mãi cho đến tháng Giêng năm 1982 thì khi mà tất cả các thông tin mà cần thiết có sẵn á, thì người ta mới đồng thuận về cái việc là sẽ cho nâng cái thân con tàu Mary Rose lên. Thì câu số 7 đánh là G ha. Rồi, ok các bạn. Rồi, tiếp ha. An important factor in trying to service the Mary Rose were that the remaining hung were an open shell. Tức là cái yếu tố mà quan trọng trong cái việc cố gắng giải cứu cái con tàu Mary Rose này là cái phần mà còn lại của cái thân tàu á, thì nó là một cái vỏ hở. This led to an important decision being taken, namely to carry out the lifting operation in three very distinct stages. Cái điều này dẫn đến một cái quyết định quan trọng trong cái việc mà thực hiện là thực hiện cái việc mà nâng cái hoạt động nâng này theo ba cái giai đoạn riêng biệt. The hull were attached to a lifting frame via a network of bolts and lifting wire. Tức là cái thân tàu sẽ được đính vào trong một cái khung nâng thông qua cái mạng lưới hoặc là những cái bù lon nè, và những cái dây, ở đây là dây nâng ha các bạn. Thì ngay chỗ này nó sẽ giúp mình trả lời được cho cái câu số 9 ở bên này. Từ câu số 9 cho đến câu 13 ha, liên quan đến cái giai đoạn raising the hull of Mary Rose test. Is one and two. Tức là cái việc mà nâng cái thân tàu Mary Rose giai đoạn 1 và 2. Thì câu số 9 của mình nhìn vô đây mình thấy nó là gì các bạn? Cái khung nâng nè, đây là mấy cái dây nè, wire ha, người ta dẻ vô và dính bằng bù lon. Như vậy người ta hỏi cái gì thì được dính vào trong cái thân tàu bởi những cái cọng dây cáp. Ở đây mình thấy cái xác tàu nó là cái vỏ hở nè. Ok, hung up the ship, ta chỉ vô nè, ngay chỗ này là cái chân gì đó.
Rồi như vậy ngay chỗ này nè, mình sẽ đánh dấu vô. Ok, là the hull là cái vỏ đó, cái thân tàu thì nó sẽ được đính vào trong cái khung nâng. Ok, thông qua một cái mạng lưới, những cái bù lon và những cái dây dây cáp ở ngay chỗ này. Người ta vẽ sẵn rồi. Vậy người ta hỏi cái gì dính vô thân tàu thì mình ghi vô là lifting frame thôi ha. Rồi, ok. Tiếp tục qua bên. Đọc tiếp ha. Problem of the hull being sucked back downward into the mud were overcome by using 12 hydraulic jacks. Cái vấn đề mà cái thân tàu nó bị sucked back downward, tức là nó bị ngược, chôn ngược trở lại ha, nó chìm ngược trở lại vào trong bùn á, thì được vượt qua bằng cách sử dụng 12 cái kích thủy lực. Như vậy ở phía bên đây câu số 10 á các bạn, người ta hỏi mình á là cái gì to prevent hulls being sucked into mud. Cái gì được sử dụng để prevent là ngăn cản cái thân tàu nó being, nó trở nên sucked, chìm trở lại into mud, vào trong bùn. Thì ở đây nó vẽ vô ngay chỗ này. Mình không biết nó là cái gì, nhưng mà trong bài đọc của mình á, mình sẽ kiếm ngay chỗ cái từ khóa đó là prevent hulls being sucked into mud. Thì cái dòng mình vừa mới dịch nó ngay chỗ này là cái vấn đề mà này sẽ được vượt qua bằng cách sử dụng 12 cái kích thủy lực. Vậy mình lấy 12 cái kích thủy lực mình để vô ha. Ok, rồi mình điền qua bên đây. 12 kích thủy lực 3 chữ. Sai, mình chỉ được dùng là hydraulic jacks thôi, hai từ thôi ha các bạn. Rồi ok, mình tiếp tục. This raise is a few centimeters over a period of several days, and the lifting frame rose slowly up its four legs. It was only when the hull were hanging freely from the lifting frame, clear up the seabed, and the suction effect of the surrounding mud, that the service operation progressed to the second test. In this test, the lifting frame were fixed to hook attached to a crane, and the hull were lifted completely clear of the seabed and transferred underwater into the lifting cradle. Những thứ này được nâng lên một vài cm trong giai đoạn nhiều ngày. Khi mà cái khung nâng á, được nâng một cách từ từ vào bốn cái chân, lên bốn cái chân của nó. Chỉ khi mà cái thân tàu được treo một cách tự do từ cái khung nâng và thoát khỏi đáy biển cũng như cái lực hút của bùn chung quanh, thì cái giai đoạn hoạt động mà giải cứu mới được tiến hành sang giai đoạn 2. Trong cái giai đoạn này thì cái khung nâng á, được cố định bởi những cái móc và dính vào trong một cái cần cẩu. Cái thân tàu thì được dỡ một cách hoàn toàn ra khỏi cái đáy biển và chuyển ở dưới nước vào trong cái nôi nâng. Rồi như vậy tới khúc này chuẩn bị tiếp theo mình sẽ trả lời từ cái khúc này nè các bạn, trở đi là nó phục vụ cho mấy cái câu còn lại của mình, ba câu 11, 12, 13 ha. This required precise positioning to locate the legs into the stepping guides of the lifting cradle. Lifting cradle were designed to fit the hulls using archaeological survey drawing and were fitted with airbags to provide additional cushioning for the hulls. Delicate timber framework. Việc này thì nó đòi hỏi cái định vị chính xác để đặt cái chân vào trong cái thanh dẫn hướng của cái nôi nâng. Nôi nâng thì được thiết kế để phù hợp với thân tàu, sử dụng những cái bản vẽ khảo cổ, khảo sát khảo cổ học, và nó được gắn thêm những túi khí để cung cấp thêm cái tấm đệm cho cái khung bằng gỗ mỏng manh của thân tàu. Rồi vậy mình qua bên đây mình coi câu 11 nó hỏi gì ha. Giai đoạn 1 ở trên mình đã xong ha các bạn. Giai đoạn 2 dưới này là sau khi cố định cái này gọi là cái khung nâng, người ta cột bằng cái dây vô cái này crane nè, là cái móc sắt ha. Rồi nhiệm vụ của mình là phải nâng cái này vô ngay chỗ, ở đây là nguyên cái khu vực này là cái nôi nè các bạn, tưởng tượng nó vậy đó. Để chút xíu người ta nâng nguyên cái cụm này lên, thì bây giờ khi người ta nhấc được cái tàu rồi, người ta treo lên cái cẩu thì người ta di chuyển dưới nước vào cái tàu vô ngay vị trí này. Và quan trọng nhất là hai cái chân này nè, là cái legs này, nó phải vô hai cái này, là hai cái tapping guide, thì là thanh dẫn hướng ha. Trong cái từ của mình là vậy. Như vậy câu 11 của mình nè, legs are placed into chấm chấm chấm, ngay vị trí này. Legs là những cái chân á, nó sẽ được để vào trong gì các bạn? Stepping guide là thanh dẫn hướng ha. Vậy bên đây câu 11 mình sẽ là tapping guide. Rồi vậy ha. Rồi qua câu 12, hung y lower into, tức là toàn bộ cái cụm này nó sẽ được đặt nè. Hull là cái hull of ship, là cái thân tàu, nó sẽ đặt vô cái này. Cái này mình gọi là cái gì hồi nãy trong bài mình là cái nôi nâng ha các bạn. Thì á, do mình kiếm dưới này nó có nói về
Gradle, Lifting Gradle. Nhưng mà cái khu vực mà nói về nôi nâng là nằm mé trên này nè. Cái thân tàu thì được nâng một cách hoàn toàn khỏi cái đáy biển và transfer underwater là chuyển ở trong nước into lifting cradle. Vậy mình sẽ lấy cái khúc ở trên này mình mới trả lời được cho câu 12. Cái bài này nó hơi không theo thứ tự tí xíu ha. Rồi, ngay chỗ này mình sẽ điền là lifting cradle vô vị trí số 12 ha các bạn. Rồi qua đây 12 mình ghi lifting cradle. Cradle là cái nôi ha. Thì lifting cradle là cái nôi nâng, tạm dịch là vậy. Qua câu 13 thì người ta chỉ vô đây là cái gì đó thì được sử dụng như là cái extra protection for the hull, là cái gì được dùng để bảo vệ thêm cái thân tàu mỏng manh bằng gỗ của mình. Thì hồi nãy người ta nói là nhờ những cái bản vẽ khảo sát bằng khảo cổ học thì người ta mới vẽ được một cái nôi ha, rồi sau đó người ta lại đệm thêm cái gì các bạn, mấy cái airspace vô để làm gì, để cho nó an toàn. Nó an toàn bởi vì cái thân tàu bằng gỗ nó rất là delicate, mong manh ha. Vậy số 13 mình sẽ lấy airpad mình đi vô túi khí ngay chỗ vị trí này để cung cấp thêm cái sự bảo vệ cho thân tàu. Nhớ lưu ý số nhiều ha các bạn. Rồi vậy là mình xong ha. Rồi còn phần còn lại thì mình vẫn dịch để mình hiểu hết cái nội dung của cái bài. The third and final test were to lift the entire structure into the air, by which time the hull were also supported from below. Finally, on 11 October 1982, millions of people around the world held their breath as the timber skeleton of Mary Rose were lifted clear of the water, ready to be returned home to Portsmouth. Giai đoạn thứ ba cũng là giai đoạn cuối cùng, là nâng toàn bộ cái cấu trúc này lên không trung. Lúc này thì cái thân tàu cũng đồng thời được hỗ trợ từ phía bên dưới. Cuối cùng thì ngày 11 tháng 10 năm 1982, hàng triệu người ở trên khắp thế giới nín thở khi mà cái khung xương bằng gỗ của Mary Rose được nâng lên khỏi mặt nước, sẵn sàng để chuyển về nhà của nó ở Portsmouth. Rồi vậy là mình xong Passage 1, Test 2, K11 ha các bạn.